là đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Myanmar ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp 1 này, đội tuyển Việt Nam trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Sáng mai đội sẽ bay sang Indonesia nếu chúng ta giành vé đi tiếp. Nhưng trước khi nghĩ đến điều đó, các cầu thủ của chúng ta cần phải thi đấu tập trung và nỗ lực trong trận đấu ngày hôm nay đã, trước một Myanmar đã không còn mục tiêu và sẽ bước vào trận với tâm lý thoải mái nhất. Tấn Tài. Bóng lại lên chân Quang Hải. Mở bóng rất thoáng của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu. Vẫn quyết. Đưa bóng vào. Chúng ta đã có bàn thắng từ rất sớm. 1-0 cho đội tuyển Việt Nam và đó là pha lập công của Phạm Tuấn Hải. Pha băng vào dứt điểm một chạm sau những pha phối hợp rất hay trước đó của các đồng đội. Huấn luyện viên Antoine Hay đã rất tiếc nuối khi đội bóng của ông đã không thể giữ sạch lưới quá lâu. Hôm nay chúng ta có sự trở lại của Văn Hậu và Văn Hậu ngay lập tức đã mang đến dấu ấn của mình bên cánh trái với một đường truyền cho Văn Quyết. Một bàn thắng sớm đến với đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt tâm lý với chúng ta. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Xuất phát từ Văn Hậu, bóng đến chân của Văn Quyết và đưa vào cho Tuấn Hải. Một pha phối hợp của bộ ba cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội. Trước đó là một pha mở bóng cũng rất tốt của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho Văn Hậu rồi Văn Quyết, và người chạm bóng cuối cùng là Phạm Tuấn Hải. Công nhưng mà cầu thủ của chúng ta đã áp sát rất nhanh. Duy Mạnh pha phá bóng vào chân cầu thủ Myanmar. Trong lúc thủ môn Đặng Văn Lâm cũng đã băng ra. Rất may là đội tuyển Việt Nam đã không phải nhận bàn thua. Rất may là vừa rồi bóng đã đi ra ngoài. Pha nhả bóng về của Việt Anh. Lại sai lầm của Đặng Văn Lâm. Hai sai lầm liên tiếp đến trong vòng ít phút. Chúng ta cần phải thi đấu tập trung hơn. Cần phải chậm lại một chút. Đó là những gì mà Đặng Văn Lâm ra hiệu cho những người đồng đội và đó cũng là những gì mà đội tuyển Việt Nam cần phải làm lúc này. Lại một sai lầm nữa. Đó là sai lầm của Duy Mạnh. Lại là Tuấn Hải. Mở biên cho Văn Hậu. Vẫn hơi sâu. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đó là Tiến Linh. Mình đã chớp thời cơ rất nhanh sau sai lầm của thủ môn bên phía đội tuyển Myanmar. Chúng ta đã liên tục tạo ra sức ép và hàng thủ của Myanmar đã mắc sai lầm. Đó là bàn thắng thứ 3 của Nguyễn Tiến Linh tại AFF Cup năm nay. Đội tuyển Việt Nam đang có một hiệp đấu khá tốt, đặc biệt là trong việc tổ chức tấn công. Chúng ta đã có những sai sót hàng thủ. Tuy nhiên, hàng công của chúng ta lại đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Nếu ghi thêm được những bàn thắng nữa ngay trong hiệp đấu đầu tiên này, có một thế trận lấn lướt, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dễ tính toán hơn với nhân sự ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Khi đó ông sẽ cho các trụ cột nghỉ ngơi hướng tới vòng bán kết. Ta xem lại một lần nữa, pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Nguyễn Tiến Linh sau cú đẩy bóng không tốt của thủ môn Tun Nandau từ quả tạt bên cánh trái của Đoàn Văn Hậu. Như vậy Đoàn Văn Hậu đóng góp công vào cả hai bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã nói đến những quả tạt bên cánh trái của Đoàn Văn Hậu luôn mang đến sự nguy hiểm. Và một lần nữa thì Đoàn Văn Hậu và Tiến Linh lại góp công để mang về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Sẽ là một đường chuyển. Quang Hải dứt điểm. Không vào. Vẫn đang đẩy đội hình lên cao. Đường chuyền của Phan Văn Đức đánh đầu. Một pha bay người đánh đầu của Nguyễn Văn Quyết và tạt cho Văn Quyết.
Lúc này thì Phan Văn Đức đang chơi ở bên phía cánh phải, Văn Quyết chơi bên cánh trái và Tuấn Hải là người đá ở vị trí trung phong cắm. Vẫn là Phan Văn Đức. Văn Quyết. Bóng vẫn trong chân cao thủ áo đỏ. Cú sút của Văn Hậu. Văn Hậu đã sút thẳng vào khung thành của Myanmar. Chúng ta vẫn đang duy trì sức ép về phía khung thành của Myanmar. 2-0 là chưa đủ. Sút xa. Như vậy là tại Bukit Jalil, Văn Quyết đối mặt, chuyền ngang. Vẫn là Văn Quyết. Thứ hai, dứt điểm. Vẫn không vào. Đó là cú sút của Quang Hải. Thì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia xứng đáng là hai đội bóng đi tiếp tại bảng B. Khá nguy hiểm. Cơ hội của Myanmar không thể vượt qua được đôi tay của Đặng Văn Lâm. Sắc bén hơn thì có lẽ là đội tuyển Việt Nam cũng đã phải nhận bàn thua. Văn Quyết. Đánh đầu. Văn Quyết. Cơ hội phản công. Đường chuyền của Hoàng Đức. Chuyển rất hợp lý cho Châu Ngọc Quang. Khoảng trống có thể dứt điểm. Rất căng vào. 3-0 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng rất đẹp mắt của Châu Ngọc Quang. Một bàn thắng rất quan trọng đối với Châu Ngọc Quang. Và anh đã chứng tỏ được rằng sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng. Một khoảnh khắc tỏa sáng của Châu Ngọc Quang. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Châu Ngọc Quang, cầu thủ mùa giải hôm qua khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng. Có lẽ nhiều người đã nghi ngờ khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã trao cho Châu Ngọc Quang cơ hội ở trận đấu này. Tuy nhiên, với bàn thắng vừa rồi thì Châu Ngọc Quang đã chứng tỏ rằng sự kỳ vọng của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với anh là xứng đáng. Chúng ta xem lại quả bóng dẫn tới tuyệt phẩm của Châu Ngọc Quang. Tình huống chuyền bóng rất hay của Hoàng Đức trước khi Ngọc Quang có thêm vài nhịp xử lý và tung ra một cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất đẹp mắt. Một pha xử lý cho thấy sự tự tin của Châu Ngọc Quang. Anh đã thay vị trí của Quang Hải. Đó là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Cú đá quá khó để Tunanda có thể cản phá. Tuyển Việt Nam không có gì nguy hiểm. Văn Quyết, cơ hội phản công rất hay. Tuấn Hải, tốc độ đi, Tuấn Hải không được. Rất hay, Văn Quyết. Hậu vệ của Myanmar vẫn kịp bóng lót để phá bóng ngay trước mũi giày của Phạm Tuấn Hải. Chúng ta khép lại hành trình của mình tại vòng đấu bảng. 4 trận đấu với 12 bàn thắng. Thả bóng rất hay của Hoàng Đức xuống cho Châu Ngọc Quang. Rất chính xác. Phan Văn Đức. Rất nhịp nhàng Phan Văn Đức. Không phải, đó là cú sút của Hoàng Đức. Tổ xuất có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Không hề dễ với hàng phòng ngự đang chơi rất tập trung của đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức. Cơ hội phản công. Văn Quyết có bàn thắng đầu tiên của Văn Quyết hay không? Và xử lý hơi lỗi bằng chân trái của Văn Quyết. Ở giải đấu năm nay, mặc dù Văn Quyết đã chơi khá tốt với vị trí của mình, nhưng những pha dứt điểm của Văn Quyết thì lại chưa có được sự sắc bén. Một tình huống top team. Chúng ta cần phải cố gắng giữ sạch lưới. Đội tuyển Việt Nam sẽ lập lên một kỷ lục tại AFF Cup với 3 giải đấu liên tiếp mà chúng ta không phải nhận một bàn thua nào tại vòng bảng. Tuấn Hải, bàn thắng thứ tư rồi. Không tới. Không có một bất ngờ nào. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về đội tuyển Việt Nam một cách xứng đáng. Quyết đã chơi rất nỗ lực, nhưng anh đã chưa thể có bàn thắng đầu tiên của mình tại AFF Cup.
đội tuyển Việt Nam đã có được 3 bàn thắng với những pha lập công của Tiến Linh, một bàn đá phạt lưới nhà của Myanmar và một bàn thắng đẹp mắt của Châu Ngọc Quang.